Phương Thơ và chương trình Phụ Nữ Ngày Nay của Sài Gòn TV xin được trở lại với phần 2. Và hôm nay với hai vị khách quen thuộc của chúng ta, đó là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh và luật sư Trần Khánh Hưng. Chúng tôi đang làm bàn về đề tài nữ quyền và vấn đề vị thế của người phụ nữ ngày nay như thế nào, cũng như là chúng ta có nên bình đẳng trong giữa nam và nữ hay không. Thì ngày xưa, thưa quý vị, Hương Thơ biết là quan niệm cổ hủ lạc hậu trọng nam khinh nữ, đó là lúc mà chúng ta nói về ảnh hưởng của Khổng giáo, không rồi nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, nữ sinh ngoại tộc là con gái là lấy trở thành con người ngoài, rồi tam tòng tứ đức là tại gia tòng phụ thì cha mẹ đặt đâu con gái ngồi đó, rồi xuất giá tòng phu nên có câu đi đâu cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam, rồi phu tử tòng tử chồng chết thì phải theo con ở mãi, nuôi con một mình không được lấy chồng gọi là tái hôn, rồi trai thì năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Trời ơi, sao mà bất công thế ngày xưa, thấy rõ ràng à. Rồi ngày xưa Hương Thơ được biết là nếu con trai mà người mẹ mà không sinh con trai thì người chồng có quyền lấy thêm vợ kế để rồi còn bị tảo hôn, con gái phải lấy chồng mà bé tí để chăm sóc làm việc nhà. Rồi bây giờ thì lấy chồng, cái luật nó cũng ngày xưa bắt phải theo họ chồng hay là ngày nay mới bắt, hay là cái đó còn bắt buộc không? Mình không còn bắt buộc phải không? Cái điều đó không có bắt buộc, tại vì mình thấy là ngay cả bây giờ ở nước Mỹ thì ngay cả những cái trường hợp của minh tinh tài tử lấy nhau thì mà họ thấy là họ vẫn giữ cái tên của họ, chứ họ không có đổi lấy thêm tên của người chồng. Ngày xưa họ có bắt mà. Không, nhưng mà mình thấy như vậy đó là Á Châu hoặc là Việt Nam mình đó là tân thời hơn, người phụ nữ lập gia đình đâu có phải lấy họ chồng đâu, mình vẫn giữ họ chồng. Qua đây là cái tập tục ở đây họ lấy là phụ nữ phải lấy họ của chồng. Thì có nhiều người bạn nói tôi muốn giữ họ tôi, nhưng mà khi vào nhà thương sanh con nó cứ hỏi là mình có có chồng hay không, nếu mà cái họ khác. Nhưng mà dù người phụ nữ Việt Nam không lấy họ chồng nhưng mà đi ra ngoài người ta giới thiệu cũng là ông bà Nguyễn Văn A hay bà A, khuê danh là gì, chứ không bao giờ được lấy tên thật hay là phải không, khi mà đám cưới hay gì. Hương Thơ thường thường chỉ nói ông bà Nguyễn Văn A trong được, ông Nguyễn Văn A bà Huỳnh thì B, không có được. Đúng rồi. Ít khi như vậy. Rồi bây giờ câu hỏi này hơi riêng tư, nếu mà Hưng và giáo sư luật sư Hưng và giáo sư Kim Oanh chọn được con trai hay gái, mà chỉ có một đứa đây thì chọn con trai hay gái? Thích con trai hay con gái? Chắc chắn là tôi sẽ chọn con gái. Tại sao? Tại vì con gái nó có một cái sự liên hệ, nó khi nào nó cũng để ý tới những cái mà đối với mình nó quan trọng, là về văn hóa, về ngôn ngữ, về liên hệ tình cảm, về gia đình. Còn con trai thì là hướng ngoại nhiều hơn, nó để ý, nó sẽ đi ra, nó làm những cái gì bên ngoài. Còn con gái thường thường là cái tính tình nó để ý tới gia đình và nội tâm hơn thì nó hợp hơn. Và anh bây giờ là có cả hai không? Mình có giữa mình với ông xã là 5 cậu con trai, không có một đứa con gái. Do đó mình có 6 đứa con gái mà gọi là goddaughters, con đỡ đầu, chứ không có con gái nào hết. Hưng thì có con gái không? Nếu Hưng có thích có con trai không? Nói là thích thì bảo thì có thích chứ không phải không. Nhưng mà con nào cũng là con của mình. Và nhất là khi mà Hưng có con gái rồi thì thấy là nhất là trong gia đình, chứ không nói là trong gia đình của anh chị em của Hưng, thì là cũng có người chị cả, thì ra thấy là trong gia đình nếu mà vợ chồng có đứa con gái đầu tiên đó, thì thường thường đó cái người chị lớn đó, và con gái đầu tiên thì sẽ gần gũi gia đình hơn và sẽ biết lo cho gia đình hơn hơn là một cái người con trai. Cái đó là, nhưng mà cái đó là chỉ là ý kiến riêng của Hưng mà thôi. Nhưng đồng ý. Hương Thơ thì khi mới lớn mà khi làm mẹ đó, khi có thai thì lúc nào cũng muốn có con trai hết đó. Tại vì lắm như mình bị nhồi sọ bởi bố mẹ là con trai đầu, với lại bên gia đình chồng mà thích con trai họ quý ấy, tại bên đó cũng xưa lắm. Nên khi mà đẻ mà thành con trai rồi, nhưng mà khi lớn lên thì ước gì mình có con gái để gần vợ, gần mình. Thì cái đó là thông thường hay sao? Con gái thì nó gần mẹ, nó thủ thỉ với mẹ. Còn con trai nhiều khi cái cá tính nó không có thích như đàn bà mà lúc nào cũng về kể, gọi là baby boy, mommy boy. Nó không thích như vậy. Nên nếu được thì Hương Thơ muốn đứa trai, đứa gái. Con gái thì tình cảm hơn. Tình cảm. Nó gần hơn. Dễ thương hơn. Nhưng mà thật sự theo mà Gallup Survey, người Hoa Kỳ cũng ưa chuộng con trai hơn con gái. Thì Hương Thơ có đọc một cái nghiên cứu. Thì năm 1941 nếu người Mỹ họ nó có một đứa con đó, thì họ muốn là con trai. Năm 2021 thì có 36% thích con trai hơn,
28% thích con gái. Và những người trẻ hơn và những người có trình độ học vấn thấp hơn thì họ nghiêng về em trai. Rồi 43% đàn ông thì thích con trai, còn phụ nữ thì 50-50. Bây giờ mình nói về cái những cái quyền cho mình follow cái câu đó là tại vì không biết Hương Thơ có đọc theo dõi những cái biến chuyển xã hội ở Trung Hoa trong cái thời gian mà họ giới hạn sanh đẻ thì là đa số là người ta chỉ sanh con trai, tìm đủ mọi cách để sanh con trai thôi. Và hiện tại thì trai thừa gái thiếu thì họ mới thấy rõ là cái chuyện đó không đúng. Và rất là nhiều những cái cậu con trai bây giờ đó là vừa phải lo cho cha mẹ già mà vừa phải lo cho bản thân của mình mà vẫn không có tìm được vợ. Đi qua nước ngoài, nhất là Việt Nam để lấy vợ đúng không? Bây giờ mình nói là về những cái quyền hạn mà phụ nữ đã đạt được sau hành trình tranh đấu cho nữ quyền. Mình có thể lặp lại những cái quyền đó là, hồi lúc đầu mình nói là quyền được đi bầu vào năm 1920. Giáo sư Kim Oanh có thể bầu túc thêm lặp lại những cái gì mình đã đạt được. Hồi nãy luật sư Hưng có nói là từ ngày xưa là vẫn con người vẫn trọng nam hơn nữ, thì làm cho mình nhớ tới ngay cả những cái bài thánh kinh trong Phúc Âm, cái bài mà nói là Chúa làm phép lạ đánh với lại con cá ra, thì lúc trước khi làm thì Chúa nói đi đếm thì có bao nhiêu người, chỉ đếm đàn ông thôi, không có đếm đàn bà phụ nữ. Thì chỉ đếm đàn ông thôi. Thì phụ nữ khi nào cũng đi với con nít, phụ nữ với con nít, trong rất là nhiều những cái câu chuyện hồi xưa khi nào người ta cũng để phụ nữ với con nít. Thì có hai cách nhìn, một đó là người ta nói là người phụ nữ như Hương Thơ nói chân yếu tay mềm thì khi nào cũng phải được protect, được che chở bảo bọc, phải được để ý tới. Hoặc là người ta coi thường người phụ nữ không có đóng góp được cái gì cho xã hội, cho vô như là phải cái thứ mà anh nhờ bám anh bám thì có hai cái nhìn. Nhưng mà hiện tại thì là cái nhìn nó đã khác. Tại vì người phụ nữ trong cái môi trường hiện tại đi làm, nó không có tùy thuộc vào cái sức mạnh lao động nữa, mà cái trí óc, thì cái trí óc của người phụ nữ không kém gì người phái nam. Do đó nó cái sự khác biệt nó giảm nhiều. Xin mời Hưng, là bây giờ sau một thời gian tranh đấu, người phụ nữ bây giờ được làm nhiều thứ phải không? Như nói là trong cái vấn đề trong xã hội thì mình thấy rằng ngay trong vấn đề chính trị thì bây giờ phụ nữ đã được đặt vai trò rất cao. Mà chúng ta thấy là hồi xưa ngay cả trong thời gian trước đây thì là ngay cả cựu phu nhân tổng thống là Hillary Clinton là cũng ra tranh cử tổng thống. Và bây giờ mình đang có một cái người là phó tổng thống cũng là người nữ, và cũng như cái chức vụ của gọi là tư lệnh chỉ huy của Coast Guard bây giờ cũng là một người nữ, mà cái đó là nó có thể là trước đây chưa bao giờ có. Thành ra mình thấy là càng ngày thì nó càng cái vai trò người của phụ nữ đã đạt được cái vấn đề bình quyền. Và mình đi làm bây giờ thì boss của mình là nữ, cái chuyện đó bình thường. Và nhiều khi boss nữ còn dễ chịu là boss nam. Rồi cũng như là lúc ấy Hưng nhắc là trong giai đoạn xưa thì cái người nữ không có mượn được loan, không được đứng tên, mà bây giờ cũng phải phụ thuộc vào người đàn ông, thì cái chuyện đó không còn nữa. Nhiều khi làm lương cao hơn chồng phải không? Và cái chuyện đó xảy ra thường xuyên. Cái chuyện đó mình, mà trong những cái đề tài trước mình cũng đã nhắc về vấn đề có thể vì thế mà tôi cảm thấy là có một cái sự mâu thuẫn ở trong gia đình. Thành ra là Hưng thấy là cái xã hội và cái thời gian nó làm cho cái sự suy nghĩ về vấn đề trọng nam khinh nữ nó giảm đi rất nhiều. Và nữ được đến ngày hôm nay là phải qua một cái quá trình tranh đấu rất là dài. Thì Hưng Thơ nói là bây giờ thừa hưởng những cái đặc ân của những người đi trước mà đấu tranh cho mình. Người phụ nữ bây giờ được đi học như người đàn như phái nam nè, được đi làm, được lương cũng ngang ngửa với nhiều khi hơn, được đi lính ha, rồi được làm lãnh đạo như Hưng vừa nói, rồi vào chính trường, rồi có thu nhập cao, rồi nói về nãy Hưng Thơ có Google để tìm những người nữ lãnh đạo trên thế giới, thì mình có female president là nữ tổng thống là Argentina, Ba Tây, Kosovo, Chile, Iceland, India, Ireland, Philippines, Nicaragua, và vài nước Indonesia cũng như là Malawi, và nhiều thủ tướng, prime minister cũng giống như là tổng thống ở Thái Lan, Bangladesh, Canada, Pháp, rồi Do Thái, Tích Lan, nhiều lắm. Bây giờ người phụ nữ cũng rất là bước vào giữ những cái vai trò lãnh đạo rất là quan trọng và xuất sắc nữa. Đúng, là thủ tướng những Anh. Cái nghiên cứu mà nói về cái
sự lãnh đạo của người phụ nữ so với đàn ông. Thì nói cái người phụ nữ khi mà lên tới cái chức vụ nó kêu là executive level đó, phải làm những cái quyết định khó, thì họ là những người rất là vững. Mình thấy ba người phụ nữ giỏi nhất trong cái vấn đề lãnh đạo, giỏi hơn cả đàn ông. Golda Meir là của Do Thái nhé, Margaret Thatcher là của Anh, và cái bà Angela Merkel của Đức. Ba người nghĩa là trong cái giai đoạn lịch sử khó khăn, họ đã lèo lái quốc gia của họ và giúp cho những quốc gia chung quanh đạt được cái sự nghĩa là an bình. Vâng, thưa, hy vọng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ có một nữ tổng thống. Hình như Hoa Kỳ cũng còn phân biệt giới tính thì vâng, phân biệt giới tính vẫn chưa có văn minh đủ. Và bây giờ mình nói một cái vấn đề rất là quan trọng liên quan đến nữ quyền. Vào gần cuối tháng 6 vừa qua, thì năm nay thì tòa án tối cao Hoa Kỳ đã gây xôn xao khi đảo ngược cái án lệ Roe v. Wade được phán quyết vào năm 1973, cho phép người phụ nữ có quyền quyết định về tự do sinh sản. Điều này đã đưa đến một làn sóng biểu tình chống đối rất là mạnh mẽ của một số phụ nữ, vì họ cho rằng cái đã đụng chạm đến quyền phụ nữ. Thì xin mạnh phép cho Hương Thơ hỏi ý kiến của giáo sư Kim Oanh như luật sư Hương về vấn đề này. Vâng, nhìn qua những cái cuộc chống đối biểu tình thì chúng ta tưởng đây là một cái vấn đề nó rất là cấp bách hoặc là quan trọng đến ảnh hưởng đến nhiều người. Nhưng mà khi chúng ta coi rõ cái con số phá thai từ hai thập niên vừa rồi thì nó xuống rất là thấp. Cái con số mà năm 2020 phá thai so với lại năm 1980 nó chỉ là 1/4 thôi. Nghĩa là từ đó, từ 1980 tới 2020 là có nhiều cái sự hiểu biết, có nhiều cái giáo dục ở trong trường, và các phụ nữ, các cô gái lớn lên bắt đầu hiểu, và do đó nó giảm nhiều. Cái số người mà có bầu mà đi phá thai nó càng ngày nó càng giảm. Thường thường là những cái vấn đề mà ngoài ý muốn, dating với nhau rồi bị hãm hiếp, những cái mà không dự định. Còn ví dụ có bồ rồi đi gặp nhau bạn rồi có cái chuyện đó, thì bây giờ họ đã ý thức được để có nhiều phương pháp ngừa. Thì mình thấy nó không có là phải là một cái major event, một cái biến cố thay đổi lớn như là những cái cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình đó họ chỉ sợ là khi mà giảm bớt một cái quyền của người phụ nữ thì người ta sẽ bắt đầu giảm tiếp những cái quyền khác, chứ không phải là chỉ phá thai thôi. Xin mời Hưng. Tiếp lời của chị Kim Anh thì là nó nói là cái điều gì? Những cái điều chị nói, nó nói là bây giờ đó là cái trình độ dân trí nó cao hơn. Thành thử ra cái vấn đề phá thai nó đi xuống. Thế bây giờ nhắc lại đó, thì lúc nãy là Hưng Thơ nhắc tới một cái landmark case, nó là Roe v. Wade. Nó được gọi là tối cao pháp viện liên bang Hoa Kỳ. Thì có thể một số người vẫn còn đang là hiểu lầm, nói rằng là khi mà một cái án lệnh tối cao như vậy nó ra năm 1973 thì bây giờ đảo ngược lại thì như vậy là sẽ mất đi cái quyền đó. Thì không phải. Nó như thế này: năm 1973 khi mà tối cao pháp viện Hoa Kỳ nói rằng là cái quyền phá thai của người phụ nữ là nó là một cái quyền được hiến pháp Hoa Kỳ công nhận. Và khi bây giờ tới năm 2022 khi mà đảo ngược lại thì cũng là tối cao pháp viện liên bang Hoa Kỳ nói rằng cái quyền của người phụ nữ về vấn đề phá thai không phải được hiến pháp công nhận. Thì nó lại bây giờ khi mà tối cao pháp viện Hoa Kỳ nói như vậy thì bây giờ nó thuộc từng tiểu bang để mà xem xét xem là cái quyền phá thai đó tiểu bang sẽ áp dụng như thế nào. Thì riêng với tiểu bang California thì nó không ảnh hưởng. Và tại vì cái quyền phá thai của người phụ nữ đó thì vẫn được cho phép ở tiểu bang California. Và không những như vậy, là thống đốc tiểu bang California là Newsom thì cũng vào trong tháng 6 đã ký vào một cái đạo luật là 1666, nói rằng nếu mà những người ở những tiểu bang khác mà không cho phá thai mà trở về California, hoặc là những bác sĩ hay là những medical professional từ những nơi khác về California để mà làm công việc phá thai đó thì sẽ không bị truy tố. Thành ra nó có mình phải hiểu rõ là nó không phải là cái người phụ nữ không được cái quyền đó, nhưng mà nó còn bởi vì tối cao pháp viện liên bang Hoa Kỳ nói như vậy mà mình phải xem xét coi là cái tiểu bang mình đang ở thì cái luật đó như thế nào, tùy thuộc vào cái nơi mình ở. Đúng rồi chị. Vâng, đây là cái vấn đề gây tranh cãi của hai phía, là về phương diện đạo đức về tôn giáo và phương diện có quyền nữ quyền sinh sản của họ. Hương Thơ chỉ thấy là không có nói chuyện, Hương Thơ không có ý kiến gì, nhưng mà Hương Thơ đã nói chuyện với nhiều bác sĩ sản phụ khoa đó,
là họ nói là có cấm cũng không cấm được. Họ sẽ tìm cách họ phá mà nhiều khi nguy hiểm tính mạng của người mẹ. Và họ có những người họ không đi qua được tiểu bang khác, không có phương tiện về tài chính, thì họ sẽ tự làm những cái điều gọi là cũng trốn, cũng lén lút. Thì cái vấn đề mình, Hương Thơ nghĩ là mình nên đặt, như là Hương Thơ có nói chuyện với giáo sư Kim Oanh, nên đặt quan trọng về lĩnh vực giáo dục, về cách và ngừa thai, vấn đề quan hệ tình dục của trẻ, những thiếu nữ, và cách ngừa thai làm sao cho nó an toàn cho cái sức khỏe của người mẹ và đứa con. Vì có những đứa con sinh ra mà không được yêu thương, không được chờ đón, không được gọi là bảo bọc, thì nó cũng sẽ thành một gánh nặng cho xã hội về vấn đề những cái vấn nạn xã hội, có thể trở thành những người không có tốt cho xã hội sau này. Thì có nhiều vấn nạn lắm, nên không biết có câu trả lời, có cái giải quyết nào tốt đẹp nhất. Nhưng cũng hy vọng là từ đó đừng có lấn át quá qua những cái quyền hạn khác của người phụ nữ. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng một vài phút và sẽ trở lại với phần 3. Xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Phụ Nữ Ngày Nay.